Dạ, em xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn ở một video tiếp theo của em. Hôm nay là một buổi tối cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 4 Tây tháng 2 năm 2023. Phố xá đông vui, rộn ràng, đến hẹn lại lên. Nhiều cặp tình nhân cũng như là những du khách đổ về chợ Đà Lạt để mà vui chơi, ăn uống. Trên con đường Bùi Thị Xuân có rất nhiều quán nướng, quán lẩu nằm trên con đường này, nơi mà gặp gỡ, giao lưu cuối tuần. Nhiệt độ buổi tối hôm nay tương đối là mát mẻ và rất là thích hợp để ngồi vào những quán lẩu bò, những quán lẩu nướng để được quây quần bên bếp than hồng cùng với bạn bè và người thân. Cũng như là thưởng thức những ly rượu cho ấm người. Nhân dịp buổi tối cuối tuần, em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều hạnh phúc, ấm áp bên những người thân, bên gia đình. Em đang di chuyển trên con đường Bùi Thị Xuân, tức là con đường Võ Tánh, hướng về khu vực Hồ Xuân Hương, cũng như là chợ đêm Đà Lạt. Tối nay em xin đưa quý vị và các bạn đi cập nhật tình hình phố xá. Trong 2 ngày cuối tuần, lượng du khách đã tập trung ăn uống rất đông ở ngoài chợ rồi. Đây là số 6 bít con đường Bùi Thị Xuân, trên con đường Võ Tánh, hướng xuống khu vực thung lũng Gold Valley. Bên cạnh có khách sạn 4 sao, đẹp nhất cũng như là lớn nhất trên con đường Bùi Thị Xuân, nơi tập trung nhiều khách sạn cũng như là các dịch vụ ăn uống, mở cửa ra vào ban đêm buổi tối, phục vụ cho người dân cũng như là du khách. Bây giờ là 19 giờ tối. Buổi tối lượng xe cộ của người dân cũng như là những du khách đang tập trung về khu vực trung tâm để mà vui chơi. Có những món quà như là những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc áo len dành tặng cho người thân, những món quà chỉ có ở Đà Lạt. Con đường Võ Tánh, nơi mà rất nhiều khách sạn. Ở đây thì em thấy có khách sạn Kinh này, cũng rất là đông du khách đến đây vào buổi tối. Cũng có rất là đông du khách thuê lưu trú tại khách sạn. Sau khi đã ăn uống, ăn tối xong, bây giờ du khách bắt đầu đổ ra chợ đêm để đi dạo, mua đặc sản, mua những món ăn vặt. Những món ăn vặt ở Đà Lạt như là khoai lang nướng, bánh tráng nướng hành được bán ở ngoài vỉa hè, giống như là một món đặc sản không thể thiếu trong thời tiết se se lạnh. Và đặc biệt là sữa đậu nành ở Đà Lạt bán rất là phù hợp trong thời tiết se se lạnh. Đây là con đường Phan Bộ Châu, hướng lên khu vực khu Hòa Bình, có những quán cơm như là quán cơm tấm Ba Miền. Đối diện có những quán cơm mà ban ngày đã bán, sau khi ban ngày bán xong thì buổi tối cũng là lúc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Bên trái đó là con đường Phan Thanh Giản, tức là con đường Lê Thị Hồng Gấm, nối xuống vùng bên nước của chợ Đà Lạt khá là gần. Và ngược lại đi lên con đường Phan Bộ Châu với những khách sạn rồi quán cơm, cơm tấm miền Tây, rồi khách sạn 2 sao cho đến 3 sao rất là nhiều. Có một cô đang chuẩn bị đồ nướng để chuẩn bị bán cho du khách
bán cho đến khuya. Phố xá lên đèn, du khách cũng bắt đầu đổ ra đường để mà vui chơi, ăn uống, đi dạo với nhau. Men theo con đường Phan Bội Châu có những quán cà phê lâu đời vào buổi tối không có hoạt động. Ban ngày thì mới hoạt động vào một tí buổi sáng. Các bạn trẻ hay tập trung vào những quán cà phê ngồi trên những chiếc ghế nhựa như thế này. Người ta hay gọi là cà phê bệt. Như là những quán cà phê nổi tiếng, quán cà phê Vui cũng như là quán cà phê Bà Năm. Còn buổi tối thì có món sữa đậu nành cũng như là hột vịt lộn, bánh tráng nướng, đầy đủ các món ăn vặt. Có lẽ những món ăn vặt ngồi ở vỉa hè như thế này cũng rất là thú vị khi mà ngồi cùng với bạn bè đông đông ngồi tám chuyện với nhau cũng như là thưởng thức những món ăn. Bến xe Tùng Nghĩa, đây là khu vực để gửi xe máy hôm nay cũng không có đông bằng ngày hôm qua. Những tủ bánh được bày ra đây rất là bắt mắt. Vào buổi chiều, men theo khu vực khu Hòa Bình đi về lại con đường Duy Tân, tức là đường 3 tháng 2 thì sẽ nghe mùi thơm của bánh mì. Còn đây là quán cà phê Tùng. Buổi tối hôm nay cũng đóng cửa sớm hơn mọi khi. Đối diện là tiệm bánh Cối Xe Gió. Ngày nay trời về con đường Tăng Bạc Hổ, nơi mà có bức tường màu vàng. Một buổi chiều mưa thường có những buổi hẹn hò ngay bức tường ngay tại tiệm bánh này. Đây là con đường Trương Công Định, tức là đường Minh Mạng, đi xuống rạp Ngọc Hiệp. Ở đây có một chỗ bán sữa đậu nành rất là nổi tiếng, đó là tiệm Hoa Sữa. Vào tầm khoảng 21 giờ trở đi, khi mà phố xá bắt đầu thưa thớt, chính là lúc ngồi uống sữa đậu nành, ở đây rất đông. Vị trí uống sữa đậu nành ở đây rất là đặc biệt, không phải ngồi ở trong một vị trí, một quán khá là sang trọng nào, mà chỉ ngồi với những chiếc ghế nhựa ở ngoài đường phố như thế này.
Ở đây năm xưa là tiệm phở Hiếu, rồi còn có những cái tên nổi tiếng cùng thời như là phở Bằng, vân vân. Ngày nay cũng dời về một vị trí khác nằm trên con đường, như là đường Nhà Chung. Thì có phở Bằng, còn phở Hiếu thì nằm gần ngay chùa Linh Sơn. Ngay góc bên phải năm xưa còn có nhà hàng Mê Công, rồi lò bánh mì Vĩnh Trấn. Chắc chắn là những cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận ra được. Đây là con đường 3 tháng 2, tức là đường Duy Tân, đi vào khách sạn Thủy Tiên, rồi vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Trương Vĩnh Ký. Bây giờ em sẽ đưa quý vị và các bạn đi vô chợ Đà Lạt để cập nhật tình hình cuộc sống của bà con. Những bạn trẻ hay đi dạo những vị trí này, vừa chụp hình với những cây man đào nơi mà có khách sạn Hải Sơn cũng như là khách sạn Mộng Đẹp năm xưa. Đối diện là những quán cà phê ngắm phố đêm thật là đẹp, lung linh sắc màu. Còn ở đây là khu vực sàn nhảy Việt Club. Ở Đà Lạt hiện nay có hai khu vực vui chơi sàn nhảy, đó là Việt Club và Ren, nằm ngay con đường Lê Hồng Phong. Ngày bến xe năm xưa thì vẫn còn đó, rất đông bà con mình bán những món ăn ngoài đường. Bên trong chợ Đà Lạt hôm nay rất là đông, người người chen lấn khó khăn. Thank you.
những giấy tờ hoặc thực hiện các giao dịch khác, chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu. Tài khoản định danh điện tử đã được đồng bộ các loại giấy tờ này. Bây giờ em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về khu vực nhạc nước hôm nay. Người ta cũng đang hoàn tất xong một dàn nhạc nước thứ hai. Như vậy là có đến 2 dàn nhạc nước biểu diễn trong buổi tối hôm nay để phục vụ du khách trong 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, từ lúc 20 giờ cho đến 22 giờ. Và đến ngay vị trí này, em cũng xin được tạm nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.
Thank you.